Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên thì tôi xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn bước sang năm mới được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống nha. Dạ thì hiện tại giờ em đang quay video đằng các anh chị là tối mùng 9 Tết, và ngày mai này video của em đăng lên á là chưa cái ngày mùng 10 Tết các anh chị. Thì tất cả các cái mai nhà của em cũng có ra một hai video hướng dẫn đến các anh chị là sau khi mà mình cho bông Tết rồi đó thì cái cây mạnh mình có nên xả tàn hay không, rồi cây yếu mình nên xử lý như thế nào, thì tất cả em đều ra video hướng dẫn rồi các anh chị. Thì trong video này em cũng không có làm mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn. Đáng lý ra hồi chiều này em rảnh lắm anh chị, là em tưới cho tất cả các cây mai nhà của em thuốc dưỡng rễ rồi, nhưng mà hồi chiều này loay hoay quá nhiều công việc cho nên loay hoay trời tối luôn, tưới không kịp. Thôi thì để sáng ngày mai em tưới ha. Thì sẵn đây em xin giới thiệu đến các anh chị ba cái loại thuốc. Thì trong ba cái loại này mình chọn ra một để mà mình tưới cho cây mai sau Tết này mấy anh chị. Sau khi mà mình cho bông Tết rồi, sau khi mình xả tàn hoặc là mình cắt trái cắt bông bỏ rồi đó, thì mình cần phải tưới một trong ba loại này nè mấy anh chị. Thì đây là hộp dưỡng rễ N3M. Dưỡng rễ N3M này á thì không thể nào thiếu cho cây mai của mình này ha. Mình sử dụng quanh năm luôn á mấy anh chị. Nhưng mà nó tùy theo cây mình sử dụng, ví dụ như cây mới trồng, mới ghép, mới xả tàn thì mình có thể là 15 đến 20 ngày mình tưới nó một lần. Còn cây mà thành phẩm đủ tàn rồi á thì một tháng hoặc là tháng giữ 2 tháng mình mới bổ sung dưỡng rễ cho nó một lần mấy anh chị. Mình nên giảm cái lượng phân thuốc bớt ha. Cây mai mình mới có độ bền được. Chứ mỗi cái mà mình mỗi đi tưới phân hoặc là mình tưới rừng rễ hoài á, hoặc là mình tưới mấy hàng này hoài á, thì nó cũng không có tốt cho cây. Nó cũng tùy theo cái trường hợp để mình sử dụng làm sao cho nó hợp lý các anh chị. Atonit, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng. Thằng này nó nằm trong nhóm là hóa học anh chị. Thằng cơm cát này cũng vậy luôn. Cơm cát này á, là kích thích sinh trưởng nè. Nó giống hệt như thằng Atonit nha mấy anh chị. Nó cũng nằm trong nhóm hóa học. Còn thằng dưỡng rễ N3M này á, nó là hài hòa bộ rễ, giúp bộ rễ phát triển, giúp cho cành mình nó mập, rồi giúp cho lá xanh tốt này kia nọ. Cái thằng dưỡng rễ N3M này á thì nó nằm trong nhóm là sinh học đó mấy anh chị. Có nghĩa là nó nhẹ hơn hai thằng này rất là nhiều. Còn mấy anh chị mà không biết lấy hai thằng này tưới cho cây mai của mình hoài á thì sau này cây mai của mấy anh chị nhìn rất là yếu, bởi vì mình tưới nó vào á thì cây mai của mình nó sẽ phóng đọt rất là mạnh mấy anh chị. Mấy anh chị nhìn cái đọt của cây mai của mình á, nó sẽ thưa nách lá, người ta kêu là thưa lóng đó mấy anh chị. Cho nên không phải cây nào mà mình cũng phải tưới hai thằng này đâu nha. Ví dụ như là trường hợp như thế này mấy anh chị, đây là cây mai mà mình cho bông Tết rồi á, thì sau khi cho bông Tết rồi em có giao video chia sẻ với các anh chị là cắt bông cắt trái bỏ trước nè, còn cái phần lá và cái phần cành này kia nọ mình giữ nguyên. Bởi vì nhìn cây mai này nó còn hơi yếu á mấy anh chị, nếu mà mấy anh chị xả tàn liền cho cây luôn á thì nó dễ bị chết nhánh mấy anh chị. Nếu mà nó bị chết nhánh rồi á thì nó sẽ làm cho cây mai của mình nó bị chống, nhìn nó rất là xấu. Cho nên không có gấp gáp gì để mà mình xả tàn cho cây. Với lại năm nay là năm nhuận 2 tháng mấy anh chị, nó cũng không có gấp gáp gì để mình xả tàn cho cây ha. Nếu mà mấy anh chị xả tàn sớm quá thì có thể mấy anh chị rơi vào trường hợp là cây mai của mình nó bị nở sớm vào tháng 10, tháng 11 mấy anh chị. Còn cây mai này á thì em sau khi cho bông Tết rồi á, em xả tàn luôn nè, bởi vì nó rất là mạnh. Với lại em muốn thí nghiệm nó luôn mấy anh chị, muốn thí nghiệm nó như thế nào. Thì một hai video vừa rồi em chia sẻ với anh chị đó, mình muốn cho ăn chăm chăm á thì sau khi mà cho bông Tết rồi mình chỉ cắt bông cắt trái bỏ thôi mấy anh chị. Đối với cây mai mạnh cũng vậy và cây mai yếu cũng vậy luôn. Ví dụ như là cây mai yếu nè, cây mai này em mới ghép vài tháng thôi, vừa rồi em cũng cho nó nở coi chơi vài bông chơi, thì sau khi nó nở rồi thì mình cắt bông cắt trái bỏ không xả tàn nè. Cây này cũng vậy luôn và cây này cũng vậy đó mấy anh chị. Còn cây này là em thấy nó mạnh cho nên em xả tàn thí nghiệm thử coi nó như thế nào á. Thì ví dụ như là cái cây mới trồng hoặc là cái cây mà mấy anh chị nhìn nó còn hơi yếu á, có nghĩa là mấy anh chị nhìn cây nó yếu á, hoặc là mấy cây mà nó mới xả tàn như thế này nè, thì mấy anh chị chỉ tưới thằng Atonit và cái thằng cơm cát này. Hai thằng này mấy anh chị lựa ra một
hai thằng này mấy anh chị lựa ra một, rồi mình tưới cho nó một cử đầu tiên thì mấy anh chị tưới để cho nó kích thích sinh trưởng, để cho nó đâm chồi đẻ nhánh mạnh. Rồi từ đó về sau, ví dụ như là cây mai của mình sau khi mà nó đã có lá như thế này rồi á, hoặc là nó nhú mầm, hoặc là nó nhú mầm như cây mai này, hoặc là nó nhú nhú mầm như cây mai này á, thì mình không còn tưới hai thằng này nữa mấy anh chị, mà trở ngược lại là mình tưới là dưỡng rễ. Nếu như mà mình thấy chắc chồng nó khô á thì mình lấy thằng dưỡng rễ mình tưới ha. Còn trường hợp mấy anh chị muốn pha phân hữu cơ vào luôn á, ví dụ như là mấy thằng rót á, thì cây mai của mấy anh chị phải có lá như thế này nè, nó phải có lá như thế này nè, rồi mấy anh chị lấy thằng rót, rót nào cũng được, chân phân hữu cơ á, cộng với dưỡng rễ mình tưới ha. Còn cây mai mới trồng hoặc là mới xả tàn như thế này thì mấy anh chị nên tưới thằng cơm cát hoặc là thằng Aonit. Hai thằng này nó kích thích để cho cây mai mình nó mau đâm chồi mạnh hơn. Rồi sau khi mà nó đâm chồi giống như cây mai này vậy đó thì mình không còn tưới hai này nữa mấy anh chị, mình chỉ tưới thằng dưỡng rễ để cho nó hài hòa lại. Còn mấy anh chị mà tưới vào lần thứ hai thứ ba nữa thì nó cũng vẫn được, chứ không phải là không được, nhưng mà có điều nó làm cho cây mai của mấy anh chị nó yếu về sau. Nhìn cái đọt của cây mai mình đó mấy anh chị, nó rất là thưa, nó ốm, nhìn ốm yếu lắm, nó không có mạnh mập như thằng dưỡng rễ ha. Rồi em xin nhắc lại cho mấy anh chị dễ hiểu nha. Đây thì là hai cây mai ghép, mới ghép được vài tháng, thì vừa rồi em đã cho bông Tết rồi, thì thấy cây mai này, hai cây mai này nó quá yếu, sau khi cho bông rồi em cắt trái cắt bông bỏ, không xả tàn, không đụng phạm gì nó hết. Thì đối với hai cây mai yếu này á, và cái cây mai mà xả tàn như thế này nè, thì trong hai cái thằng này nè, trong hai thằng này mấy anh chị lựa ra một, lựa ra một để mà mình pha với nước mình tưới cho nó ha, để cho nó mạnh trở lại mấy anh chị, để cho nó mạnh trở lại. Còn cây mai này để cho nó mau đâm chồi đẻ nhánh, thì sau khi nó đâm chồi đẻ nhánh rồi á thì mấy anh chị không còn tưới hai thằng này nữa, mà mấy anh chị lựa cái thằng dưỡng rễ N3M đó đó, mấy anh chị tưới cho nó. Còn mấy anh chị muốn tưới phân hữu cơ cho cây mai đầu năm thì trường hợp cây mai của mấy anh chị phải có lá vài cây đọt như thế này nè. Đó, giờ mấy anh chị lấy phân hữu cơ nào cũng được chân á, rốt 2, rốt 10, rốt 100 này kia nọ đó, rốt nó rất là nhiều loại rốt, thì mấy anh chị lấy rốt nào cũng được, cộng với thằng dưỡng rễ của N3M đó đó, rồi pha với nước tưới cho nó ha. Còn trong trường hợp này là mình chỉ là tưới kích thích thôi hả mấy anh chị, đừng có tưới hữu cơ gì hết. Thì theo cái kinh nghiệm của em á mấy anh chị, cái thằng Aonit này nó rất là mạnh, nó mạnh hơn cơm cát nữa nè. Hai thằng này là thuộc loại là hóa học, nhưng mà hai thằng này nó một trời một vực. Cái thằng cơm cát này nó bổ sung rất là nhiều thứ vi lượng trong này nữa nè, nó ngon hơn thằng Aonit rất là nhiều mấy anh chị. Cho nên mấy anh chị muốn ngon á là mấy anh chị tưới cơm cát là ngon nhất ha. Còn Aonit này á là nó thích hợp cho cây lúc mới trồng thôi. Cây mai phôi lúc mới trồng thì mình tưới Aonit nó rất là hay. Còn cây mai mà mình nó còn yếu như thế này, hoặc là mình mới xả tàn như thế này á, thì mấy anh chị tưới cơm cát là ngon nhất. Và sau khi cây mai mình nó nhú đọt giống như cây mai bữa nãy mình xả tàn đó, và như cây mai này nè, thì mình không còn tưới mấy này nữa, mình chỉ tưới thằng dưỡng rễ N3M hết mấy anh chị. Còn về liều lượng pha là một gói Aonit như thế này nè, mấy anh chị pha cho 25 lít nước tưới gốc. Thì bữa nãy em nói đến mấy anh chị, mình nên tưới cơm cát đi, đừng tưới Aonit. Aonit là nó chỉ thích hợp cho cây mới trồng, mai phôi mới trồng ha. Cơm cát này cũng vậy, cơm cát này nó có khối lượng là 7,5 gram nè. Cái này nó hướng dẫn mình là pha cho 25 lít nước mình tưới gốc nè mấy anh chị. Cơm cát này thì nó mắc hơn Aonit này rất là nhiều. Còn cái thuốc dưỡng rễ N3M này á, thì trong này nó hướng dẫn mình là tưới gốc nè, 20 gram cho 10 lít nước. Thì đây là cái cột mốc, nãy giờ em nói là cái cột mốc đó mấy anh chị. Còn mấy anh chị trồng nhiều trồng ít thì mấy anh chị mua về nhà, mấy anh chị xem trong hướng dẫn, rồi mấy anh chị pha với nước mấy anh chị tưới ha. Một gói Aonit như thế này mình pha cho 25 lít nước. Một gói cơm cát cũng vậy luôn, pha cho 25 lít nước. Thì trong ba thứ này nãy giờ em đã hướng dẫn rồi mấy anh chị. Cái cây mai mà nó đã có vài đọt rồi thì mình nên tưới dưỡng rễ.
Mấy anh chị muốn tưới thêm hữu cơ nữa thì cộng với Indot mình tưới ha. Còn mấy cái mai mà mới trồng mai phôi mới trồng thì mình nên tưới Atonis này. Còn những cái mai mà đã thường chậu rồi, sau khi mà mình ăn Tết xong rồi đó, cắt trái cắt bông hoặc là xả tàn thì mình nên tưới cơm cát này cho nó một cử đầu tiên hoặc là hai cử. Rồi từ đó về sau, giữa cơm cát này với thằng anh NPM này, mấy anh chị có thể thay đổi. Ví dụ như là lâu lâu mấy anh chị tưới cơm cát này lần cũng giúp cho bộ lá mình rất là tốt với mấy anh chị. Nói chung cơm cát này nó hay, rất là hay luôn nè. Còn về cái liều lượng pha thuốc á, thì mấy anh chị coi cây mai của mình ở nhà nó bao nhiêu cây vậy đó, rồi mấy anh chị tính toán cái lượng nước rồi mấy anh chị pha ha. Được rồi, thì cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Giờ em xin chào chú anh chị và các bạn nha.